Thưa quý vị, ngay từ bé, các em nhỏ ít được chú ý rèn luyện kỹ năng tự lập, suy nghĩ tích cực, sáng tạo. Vì vậy, khi dần trưởng thành trong cuộc sống, đối đầu với thử thách, khi ấy, kỹ năng giải quyết xung đột, ra quyết định, vượt qua thách thức mới là chìa khóa để giúp trẻ vượt qua khó khăn. Kết quả của lỗ hổng thiếu hụt kỹ năng dẫn đến những hệ lụy đáng báo động trong xã hội hiện nay như bạo lực, tự vẫn, v.v. Ích kỷ, vô tâm, ý lại, bạo lực học đường hay thậm chí tự tử chỉ vì bị thầy cô, ba mẹ la mắng là vài trong số nhiều hệ lụy từ việc thiếu kỹ năng sống và bản lĩnh để đối mặt với những thách thức gặp phải trong cuộc sống. Nguyên nhân tác động từ rất nhiều phía trong xã hội, mà lớn nhất là Internet, một phương tiện xã hội mà các em được mở rộng tầm mắt với thế giới về kiến thức, nhưng lại mất quá nhiều thời gian. Mẹ cầm cho. Và cũng chính từ sự bao Từ bọc từ con thôi mọi nhá. thứ, dọn sẵn đường cho con đi, Để làm thấy đi, mẹ con góc cho những chưa? việc lẽ ra Không nằm thì trong mình khả thấy năng bà của chặt trẻ. tay. Chính cha mẹ đã góp Đây, phần đào tạo con con bé mình thôi. thành Đi, những đứa đi vào trẻ nhá, thiếu đi cẩn kỹ thận năng tí nhá. sống, ý lại vào người khác. Ôi, có đau đâu con? Ôi, ôi, làm đau chân con gái của mẹ. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ có một phần không nhỏ trách nhiệm của ngành giáo dục. Tuy nhiên, công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh chưa được các nhà trường đầu tư đúng mức về tài liệu, cơ sở vật chất giảng dạy. Nội dung, cách thức giáo dục kỹ năng sống đơn điệu, sơ sài, chưa thu hút sự quan tâm của học sinh. Vì vậy, với không ít cơ sở giáo dục kỹ năng sống là nhiệm vụ bất đắc dĩ. Chương trình của Bộ Giáo dục là một tuần là chỉ có một tiết giáo dục công dân để rèn cho các em. Cái thứ hai nữa là cái khó khăn thứ hai nữa là khi nhà trường tổ chức một số cái hoạt động ngoại khóa thì nhìn chung là một số em cũng chưa thu hút hết đến để mà tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Các bạn học những cái kiến thức lý thuyết ở trên trường nhưng chưa có đi vào thực tế nhiều, thành ra là cái kỹ năng sống của các bạn không có. Cảm nhận của em với lại cái việc về kỹ năng sống thì em cảm thấy là rất là quan trọng. Nhưng mà riêng về bản thân em và các bạn đồng trang lứa thì cũng chưa có quá nhiều những cái lớp học ở trong trường hay là ở ngoài xã hội về việc nâng cao cái tầm hiểu biết về kỹ năng sống. Nắm bắt được nhu cầu này, các trung tâm tổ chức dạy về kỹ năng sống bắt đầu mọc lên và nở rộ từ chuyên đến không chuyên và thu hút rất nhiều học viên tham gia. Tuy nhiên, đào tạo kỹ năng sống phải là một quá trình lâu dài, chặt chẽ, khoa học, bởi bất cứ kỹ năng nào cũng cần có thời gian rèn luyện và thực hành liên tục. Vì cha mẹ mong chờ một hoặc hai tuần học kỹ năng sống, đứa trẻ sẽ trở thành một con người khác như mình mong muốn là điều hoàn toàn xa vời. Cái nôi của giáo dục kỹ năng sống phải bắt nguồn từ gia đình. Trang bị kỹ năng sống cho trẻ không chỉ trông chờ vào từ một phía nhà trường, mà gia đình và nhà trường phải cùng nhau phối hợp. Dạy kỹ năng sống cho trẻ phải dạy từ khi trẻ còn rất nhỏ. Từ khi trẻ 1 tuổi, cha mẹ đã phải dạy cho chúng tính kỷ luật, sự tự tin và năng lực cố gắng. Dạy ở nhà trường hay trung tâm chỉ là sự kết nối quá trình đã thực hiện ở gia đình nhằm củng cố, bổ sung và hoàn thiện kỹ năng sống cho trẻ. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Ngọc Điệp, Phó khoa Tâm thần Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Lâm Đồng cho chúng tôi hay về việc trau dồi kỹ năng sống cần được quan tâm đúng mức vì hệ lụy từ sự thiếu kỹ năng sống đã ở mức đáng báo động. Kỹ năng sống nó bao gồm hai vấn đề, một là khả năng thích nghi, thứ hai là cái hành vi tích cực. Thì với cái định nghĩa như vậy của Tổ chức Y tế Thế giới thì chúng ta sẽ trang bị cho các em về hai cái mặt đó, tức là khả năng thích nghi và cái hành vi tích cực, giúp em có thể đối phó hiệu quả, vượt qua những cái thay đổi, những khó khăn trong cuộc sống. Cụ thể thì ở cái lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi, là cái tuổi bắt đầu đi học, học cấp 1 tiểu học á, thì chúng ta nên trang bị cho các em, ngoài việc dạy kiến thức thì kỹ năng sống cho các em đó là bao gồm, tôi nghĩ rằng cần phải dạy các em về 5 cái lĩnh vực. Đó là cái kỹ năng sống của bản thân mình. Thứ hai là các kỹ năng sống đối với bạn bè. Thứ ba là trong mối quan hệ với gia đình. Thứ tư là cái kỹ năng sống đối với mối quan hệ với nhà trường, nơi các em học, và cái thứ năm đó là các kỹ năng sống về mặt xã hội, ra ngoài xã hội. Kỹ năng sống không phải tự nhiên có được mà phải được hình thành trong quá trình học tập, lĩnh hội và rèn luyện trong suốt cả cuộc đời. Và những bậc phụ huynh mới là những người dạy kỹ năng sống tốt nhất cho con trẻ.
đóng vai trò nền tảng của giáo dục kỹ năng sống, trang bị cho trẻ những hành trang vững vàng để trẻ tự chủ trong cuộc sống của mình, tự lập trong cảm xúc, không dựa dẫm vào người khác. Đó chính là điều quý giá mà cha mẹ đầu tư cho con thực sự mang lại hiệu quả.